Ngày đầu mới phải nhúng nhường chưa dọn được. Rồi học đi. Học đi nào. Học đi đâu. Đấy chưa, mẹ không dạy con học nên xem điện thoại. Biết cái gì phải nói gì, biết thì chị đâu. Kéo vào đây, kéo vào đây. Đây, sao nói lên. Tâm chữ ô mà, số không mà. Để bàn tay lên đi, để bàn tay lên để tập viết đi. Để bàn tay lên tập viết đi. Không biết lại. Số không mà số không làm số không mà làm số mấy được bây giờ bắt đầu bằng số không mà số không mà chưa được cái số không nữa ra số mấy em đang lại nào một thằng lên chưa gì mà đã mệt rồi hình tròn nữa nào. Vẽ hình tròn đi, hình chữ O đi. Cầm đi, mẹ cầm lại nha. Cầm lại, hỏi thẳng lên, tử tế lên. Thấy chưa, có thấy chưa? Rõ chưa? Được rồi, đi ra, đi thăm đây đi, chỗ O bên đây đi. Quả gì á, quả cam à? Rồi, chữ không lại đi, viết lại đi, không tự viết nào. Làm chữ O cơ nào. Mẹ cầm bút à, cầm bút, cầm viết lại. Đây, nhìn này, nhìn này. Đây là nhìn đi bằng tay mẹ nào. Nhìn đây nhá, coi lên. Đây, đây này. Nhìn vào đây, coi lên, này. Nó nhìn nào, nó mới nhìn mẹ không? Tập trung vào không? Rồi. Không biết đi, con giờ con tập viết đi. Cái số không vẽ được đâu. Tay rửa tay rửa đâu, mà tay viết vào tay rửa lên đâu. Đừng có vẽ quả cam nữa. Cứ thích quả cam rồi. Viết cái chữ O đây nhanh lên nào, xong luôn nào. Xong buổi hôm nay nào. Làm cái vòng tròn đi. Vòng tròn cơ mà. Cứ thích quả cam. Có bao những cái chữ O là thành quả cam có những cái chữ O là thành cam hết rồi à? chịu rồi thôi nha.